sách Ô Châu Cảnh Lục của tiến sĩ Dương Văn An có câu: thấy vẻ đẹp của núi sông mới biết rằng địa linh nhân kiệt. Xem sản vật tốt tươi mới rõ vật tốt người hay. Đệ tử Trung nói về vùng quê Lệ Thủy. Kiến Giang được người xưa gọi là Bình Giang. Có lẽ vào thời đó, chỉ thấy con sông chảy qua vùng đồng bằng thưa thớt dân cư, nước mênh mông vạn khoảnh, có thể dung được vạn thuyền, nên người dân gọi là Bình Giang Trang. Dù tên gọi có đổi thay, dù Bình Giang xưa hoặc Kiến Giang bây giờ khác nhau như thế nào, thì dòng sông này luôn là mạch nguồn của sự sống, của triết lý tồn tại, như chính tên gọi đầy chất thơ nhạc, đầy hữu tình lãng mạn và tràn trề sức sống của vùng đất Lệ Thủy. Kiến Giang đã, đang và sẽ là một phần của đời sống văn hóa tinh thần trong tâm hồn con người xứ Lệ. Sông Kiến Giang được hình thành từ hai nhánh của thượng nguồn, đó là rào Nầy và rào Con. Chữ rào ở đây theo tiếng địa phương gọi là sông nhỏ. Tuy nhiên, nói đến sông Kiến Giang không thể cắt đoạn từ điểm hợp lưu hai nguồn rào Nầy và rào Con, mà tính cả hệ thống các khe suối từ đầu nguồn, xuất phát từ những cánh rừng thuộc địa bàn các xã Kim Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy, nơi tích nước cho dòng sông Kiến Giang. Bởi lẽ đó là những phần không thể thiếu để làm nên con sông hữu tình này. Qua nghiên cứu những cứ liệu, đoàn làm phim kỳ sự Kiến Giang quyết định chọn nguồn rào này làm điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm hiểu về dòng sông mang nhiều sắc thái lịch sử, giá trị văn hóa và rất đỗi thơ mộng này. Qua liên hệ với chính quyền sở tại, đoàn làm phim kỳ sự tìm đến Ban Quản lý và Bảo vệ rừng phòng hộ Đồng Châu. Đây là đơn vị quản lý và bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, nơi bắt đầu của dòng rào này. Sau cuộc trao đổi chóng vánh với anh Hoàng Minh Hà, Phó Ban Quản lý và Bảo vệ rừng phòng hộ Đồng Châu, chúng tôi cùng thống nhất với nhau điểm đến của lộ trình trong chuyến đi này là khu vực rộp của rừng phòng hộ Đồng Châu. Đối với các thành viên của đoàn làm phim, việc nhìn bản đồ địa hình không phải là chuyên môn. Tuy vậy, qua sự giải thích của anh Hà, chúng tôi cũng phần nào hình dung được mức độ hiểm trở và khó khăn của lộ trình. Nhưng dù vậy, mong muốn được mắt thấy tai nghe và đặt chân đến điểm đầu thượng nguồn của dòng sông này làm cho mỗi thành viên trong đoàn làm phim đầy phấn chấn. Người đàn ông cùng đi với chúng tôi tên là Ngô Độc Lập. Ông nguyên là cán bộ lâm nghiệp công tác nhiều năm tại địa bàn huyện Lệ Thủy, nên những thông tin mà ông cung cấp vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Là cán bộ làm lâm nghiệp, nhưng ông Lập lại có máu nghệ sĩ. Ông tâm sự, có lẽ vẻ đẹp của thiên nhiên trong mỗi cảnh rừng luôn thôi thúc tâm hồn nghệ sĩ sáng tác, nên cứ sau mỗi chuyến đi, bao giờ ông cũng lưu lại hình ảnh của những con người, những vùng quê qua ống kính máy ảnh của mình. Giờ đây, mặc dù có tuổi rồi, nhưng cái máu nghệ sĩ ấy vẫn đậm đà trong tâm hồn người cựu cán bộ lâm nghiệp này. Không, anh là trên trường
Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, đoạn đường đến khu vực rộp như càng dài hơn. Theo thông tin của anh Hoàng Minh Hà, Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Châu, thì từ điểm dừng xe theo đường đi bộ vào rộp phải mất gần 2 giờ đồng hồ đối với những người quen đi rừng. Còn đối với chúng tôi thì ước chừng thời gian đó phải tăng lên gấp đôi. Chặng đường đi bộ của đoàn làm phim trước khi đến rừng phòng hộ Đồng Châu phải đi qua khu vực rừng trồng trải dài trong tầm mắt. Trước đây, khu vực này là rừng nghèo kiệt. Sau đó thực hiện chủ trương của nhà nước nên được chuyển đổi sang cho người dân trồng rừng sản xuất. Trong thời tiết mùa hè với nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, hiếm hoi lắm, chúng tôi mới gặp được hai người phụ nữ người Vân Kiều đi rừng. Hỏi chuyện mới biết, họ vào rừng để hái măng về bán, kiếm cơm qua ngày. Đi hết trạng rừng trồng đang trong giai đoạn phát triển, đoàn làm phim bắt đầu đặt chân đến khu vực rừng nguyên sinh phòng hộ Đồng Châu. Từ đây, lộ trình của chúng tôi phải cắt rừng đi theo những con suối nhỏ mới vào được khu vực thượng nguồn sông Kiền Giang. Những con suối nhỏ như thế này được người dân và người đi rừng gọi là khe rách, và dòng chính của thượng nguồn Kiền Giang được tạo bởi nhiều khe rách như vậy. Chúng len lỏi, uốn lượn như những mạch máu của khu rừng nguyên sinh nơi miền Tây huyện Lệ Thủy. Anh Hoàng Minh Hà cũng cho chúng tôi biết thêm, khu rừng nguyên sinh này thuộc loài rừng ba tán. Tầng trên cùng là loài cây già to cao, tầng giữa là loài cây trung bình, và dưới cùng là hệ thống cây dây leo và thảm thực vật. Đi dưới tán rừng nguyên sinh, những tia nắng nhảy nhót len lỏi qua những tán lá cây hòa với tiếng gió vi vu, tiếng róc rách của dòng nước chảy tạo nên một khúc nhạc rừng êm ái nguyên sơ, làm dịu bớt đi những đôi chân mệt nhọc của những lãm khách đang đi tìm cội nguồn của dòng nước. Càng đi, dòng nước lớn khe rách càng mở rộng ra. Vẳng bên tai, âm thanh ồn ả của dòng nước dồi lại ngày càng rõ hơn, giúp đoàn làm phim nhận biết được dòng chính của thượng nguồn sông Kiền Giang đang rất gần. Một âm thanh như thôi thúc kêu gọi các dòng suối nhỏ vui mừng hòa vào dòng sông mẹ Kiền Giang để bồi đắp màu mỡ phù sa qua các vùng đất trước khi dòng sông đổ ra biển lớn. Thấp thoáng trong tán cây rừng, lán nhỏ của chốt bảo vệ rừng phòng hộ Đồng Châu đang dần hiện lên trong mắt chúng tôi. Dưới tán cây rừng nguyên sinh ở chốn thâm sơn cùng cốc, dừng bước nghỉ chân trong mơn man những cơn gió rừng thoảng qua, thưởng thức và cảm nhận vị ngon của những món ăn dân dã với những người canh giữ rừng, làm xua tan đi cảm giác mỏi mệt của chúng tôi sau một chặng đường dài. Khu vực rộp thuộc rừng phòng hộ Đồng Châu được coi như là một trong những điểm xuất phát dòng chảy của sông Kiền Giang. Câu chuyện cởi mở với những người cán bộ của Ban Quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ Đồng Châu giúp đoàn làm phim hình dung được hình dáng khởi nguồn của dòng sông mang tên Kiền Giang và hiểu thêm được những nhọc nhằn, gian khổ của những người làm công tác bảo vệ rừng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ màu xanh của cánh rừng nguyên sinh, nguồn tài nguyên sinh học quý giá của mảnh đất Quảng Bình. Rộp là một trong những điểm quan trọng của rừng phòng hộ Đồng Châu. Do đó, Ban Quản lý và Bảo vệ rừng phòng hộ Đồng Châu đã đặt ở đây điểm chốt canh giữ rừng. Chốt thường xuyên đảm bảo quân số 6 người, gồm 4 cán bộ của ban và 2 cán bộ kiểm lâm. Có thời gian 5 năm gắn bó với khu vực này, anh Võ Quế Sơn, trưởng chốt rộp, tâm sự với chúng tôi về những vất vả khó khăn khi quản lý một địa bàn rừng núi rộng lớn.
Trung bình mỗi đợt tuần tra rừng, các anh phải đi từ 2 đến 3 ngày và phải liên tục tổ chức các đợt tuần tra trong những tháng cao điểm mùa hè. Những lúc gặp mưa rừng, nước lũ của sông lên nhanh, nhóm của các anh phải ở lại trong rừng vài ngày. Lương thực, thuốc men thiếu thốn, anh em chỉ biết động viên nhau đợi lúc nước rút mới về chốt được. Khó khăn, gian khổ là vậy, nhưng những người như anh Sơn vẫn giữ vững trong tâm khảm của mình một lòng yêu nghề, yêu rừng. Mục đích chính là ngăn chặn và tuyên truyền các cái đối tượng ra vào rừng, như là khai thác gỗ, rồi săn bắt động vật. Rồi nhiệm vụ thứ hai nữa, về mùa này là mùa nắng nóng, chốt là triển khai trực 24/24 và là đi triển tuần các cái vùng xung yếu, các cái địa điểm có và cái những cái vùng mà gần là lân cận của các bản và nắm tình hình diễn biến của người dân ra vào rừng, rồi là nắm diễn biến các cái vấn đề mà có cái nhạy bén, có cái tác động của người dân để mà có biện pháp kịp thời để mà tham gia phòng cháy và chữa cháy. Có thể coi một trong những nhánh sông đầu nguồn Kiền Giang bắt đầu từ điểm giáp ranh với rừng núi tỉnh Quảng Trị. Các mạch nước từ ranh giới của tỉnh Quảng Bình hồi lại thành hai nhánh nhỏ, sau đó nhập lại thành điểm sông mà dân địa phương gọi là ngã hai Bát Cày. Nếu tính từ khu vực rộp đi vào đến đầu nguồn của con nước này thì phải mất gần 10 giờ đồng hồ qua các núi cao vực sâu, mà với điều kiện hạn chế như đoàn làm phim thì khó có thể đến được. Theo tài liệu nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình, thì Đồng Châu được xếp vào phân vùng núi trung bình thấp, có độ cao khoảng từ 800 đến 1.500 mét. Khí hậu mang đặc thù chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa được chia làm hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9 có gió Tây Nam thổi mạnh, khí hậu khô hanh, nắng nóng kéo dài, ít mưa. Mùa mưa từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau có gió mùa Đông Bắc mang theo mưa ẩm, khí hậu lạnh, mưa nhiều nhất tập trung từ tháng 10 đến tháng 11, chiếm từ 60 đến 70% lượng mưa cả năm. Rừng phòng hộ Đồng Châu có tổng diện tích hơn 18.000 hecta với 20 tiểu khu và thượng nguồn sông Kiền Giang đi qua hầu hết 20 tiểu khu này. Anh Võ Quế Sơn cho biết, với sự phong phú đa dạng về hệ động thực vật, trong đó có nhiều lâm sản quý hiếm, nên công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn người dân vào rừng khai thác lâm sản và phòng chống cháy rừng ở đây luôn được các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức chặt chẽ và thường xuyên. Mãi trò chuyện thì trời đã chuyển chiều, cảm giác oi bức ập đến như báo hiệu sẽ có mưa. Ở đây thời tiết sáng nắng mưa chiều làm dòng sông Kiền Giang cũng như một cô gái đỏng đảnh, lúc hiền hòa, lúc giận dữ. Anh Võ Quế Sơn tâm sự vui với chúng tôi như vậy. Thế là mong muốn tận hưởng cảm giác đêm bên những người giữ rừng Đồng Châu đành phải gác lại dịp sau. Trong cái bằng lãng của núi rừng sông suối, chúng tôi chia tay chốt nhỏ nơi rừng núi hoang dã mà lòng không khỏi ngậm ngùi. Dẫu biết rằng cuộc sống bao nỗi bồn bề lo toan cơm áo gạo tiền, song mấy ai nơi phố xá phồn hoa đô thị biết được rằng sâu trong đại ngàn Trường Sơn vẫn có những con người gạt đi những ham muốn nhỏ bé để bảo vệ cho màu xanh của những cánh rừng, bảo vệ lá phổi sống của trái đất. Những con người đó như những nét chấm phá cùng hòa vào màu vàng của nắng, màu xanh của rừng, âm thanh của nước, để làm nên một bức họa nhân sinh muôn màu, nơi khởi nguồn của dòng sông Kiền Giang êm đềm thơ mộng.